Chào anh em nhá. Đấy, sau một hồi đi công tác xa nhà, tôi lại trở về với đống sắt vụn đồng nát của tôi. Đây, đây là công trình em yêu khoa học chuyên mua ve tre. Đây là sếp Nam Thành. Đấy, nhà đầu tư bất động sản Tài Lăng, khu vực huyện Dương. Đấy, anh đang nghiên cứu mô hình em yêu khoa học. Đây là tác phẩm Ôi Dồi Ôi, mình cứ gọi là Ôi Dồi Ôi. Chân dài một em bồ đề đọt đỏ để trong nhà lá xanh dây, nuôi toàn nuôi trong nhà thôi. Cái này đang ra ngoài trời phơi nắng thì lá đỏ thì thôi rồi. Đấy, anh em nào mà đam mê, không muốn ươm, không muốn trồng mà muốn có cây chơi ngay thì cứ qua nhé. Đây là cây kim quýt, đây trái đây, chín đỏ, đấy, chín đỏ mọng, rất là phê luôn, thân cốt tay cành đã chuẩn bài rồi, chỉ việc về chơi thôi. Đây, hôm nay là chủ đề chính, hôm nay mình review cho anh em một cái đoạn củi cao thế nào. 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21. Đấy, cái cây này nó là 2 mét anh em nhá. Đấy, thông số đẹp bằng đúng một cái quan tài. Đây, này mình sẽ review cho anh em xem một cái cây Ối Rồi Ôi. Dài đúng 2 mét nhé, không anh em lại bảo mình nói điêu nhá. Đây là mấy ngày công tác xa nhà, nay là mới được nghịch cây đây. Thảo là review cho anh em xem. Nên là anh em theo anh em thì lên là như nào cho nó hợp lý đối với những tác phẩm Ối Rồi Ôi như này. Cây cao chỉ có 2 mét thôi, còn sai thời hiện đại, không chơi nói không có lùn lực, chân mà đã dài là phải dài đến nách. Mặc dù em nó không to nhưng mà em nó không to, nhưng mà hàng của em nó thì tao phê, đại gia nhìn thấy là phê luôn. Đấy, thì công gỡ bằng keo đủ chết rồi, chứ đừng nói là khi mà nó gọi là yêu và đam mê rồi, không có suy nghĩ. Vâng.
si và đam mê. Anh em là chơi hội hồng cái cây này chắc anh em ngất luôn, chân của em ấy nó hơi ngắn một tí, có 2 mét thôi. Đấy, mình sẽ tháo ra cho anh em xem. Thì không to mà được cái là lốp của em nó căng. Đại gia chỉ thích lốp căng thôi. Khi đã máu thì từng hỏi bố cháu là ai. Có một cục đá dính ở đây nhưng mà chắc là nó không còn đâu anh em, kiểu gì là nó cũng rời thôi, thì ship nó vận chuyển nó quăng để mà giữ được hòn đá là hơi khó đấy. Mà mình cứ hy vọng là nó còn về tay mình mới biến hóa để cho nó thành một tác phẩm. À, vẫn dính anh em, vẫn dính anh em nhé, vẫn dính này là ok đấy. Ôi rơi rồi, vừa nói xong em nó dính ở đây, nhưng mà không sao, rơi thì tí nữa mình sẽ có cách của mình. Đấy, rất dài, chân của em rất là dài. Anh em là có ý tưởng, ý tưởng táo bạo, cho mình một lời bình. Rất dài nhé. Bây giờ phải nghiên cứu làm sao mà
biến ra mới thành tác phẩm. Đây là bộ rễ ở đây tận đây rồi, rất nhiều thân. Thì việc đầu tiên là mình sẽ phải cắt cho nó phát, không cần quá nhiều đâu anh em, mình sẽ phải cắt cho nó phát đây, muốn đến đầu đến nhỉ. Quá dài. Để mà làm ra một tác phẩm chơi là nó hơi mất nhiều thời gian đấy anh ạ. Cái rễ này anh em nào mà không có đem về ươm nào cũng ra cây mini. Cắm vào những cái trụ đá, sau này là nó sống là nó ra, sống là nó thành cây mini. Nhưng mà mình vứt đi, nhà giàu thế thì con lợn con đấy. Và đầu tiên cắt em nó đi một đoạn. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem là lý do mục đích tại sao mình cắt đi nhá. Bây giờ em nó còn lại hết 6. Đấy. Dễ này, quái thì cũng cho mình phục luôn. Ta cứ bắt đầu sẽ phục. Đầu tiên là thu gọn chiến trường đã. Cái phần nghiên cứu này phải cơ cơ. Việc đầu tiên là phải sắp cái phần đế này cho nó
mình sẽ ươm sống cái này trước, bắt đầu mình ươm sống xong rồi mình mới ghép đá sau nhé. Đây là bây giờ phải tạm thời quấn nó lại. Bây giờ phải bẹn cái rễ lại cho nó tạo ra sự gọi là quằn quại. Đấy. Đan nhau nó mới hay được. Quấn bằng cái này cho nó giữ ẩm nữa. Chơi còn chưa hàng nữa. À, không đúng ai. Chơi hàng không giống ai. Bây giờ đến phần bên trên này. Trước đây nó không có hòn đá này đâu, nó dính ép vào đây.
giờ mình phải luồn lại vào đúng vị trí cho nó. Ban đầu bỏ cái dưới kẽm cô lại để cho nó giữ cái hòn đá này, chứ nó tuột ra là nó hơi phí. Nó tuột ra là nó mất cái đẹp của cái phôi đi. Đây của nó là hiện trạng như ngày trước nhé. Không có gì sai lệch cả. Đây là tiếp tục mình xử lý cái phần này. Có một tác phẩm đẹp thì chúng ta phải tỉ mẩn. Đẹp hơn. Khô. Anh ạ. Cây hơn. Cây nó khô. Sâu quá là hỏng, cắt ngắn quá là cắt tầm xa nó phải có độ sau lên là cái vị trí sau này nó ra mầm nó phải nó phù hợp với thế nó mới đẹp được.
nó ăn keo sẹo vào đây. Sau này nó phải nảy được những cái mầm ở cái góc này ra thì cây của mình nó mới có giá trị các bạn. Cành nó mọc ở đây. Đây. Sau khi cắt xong rồi nó như này đây anh em ơi. Giờ rồi. Vệ sinh đó. Đây là những cái cây muội hồng mình dâm ở trong nhà đây các bạn. Đấy, trước mình đây, nó cũng ngậm một hòn đá à đây.
đấy, vẫn phát triển nó vào nhé. Đây các bạn thấy không? Đây bụi hồng ấy, chân rễ đây, cây khủng bố rồi, vẫn chưa lại này. Dòng này có những cây 1 năm nó mới nảy anh em. Cây này to như cổ tay. Văn nhân. Đây. Ngoài này là những tác phẩm đã sống khỏe. Thanh Hương. Sam Ngọc. Úi giời, nhiều lắm. Đây, bây giờ cây này sau khi xử lý xong thì mình sẽ keo sẹo. Mình sẽ xử lý keo sẹo. Keo sẹo vào các đầu cắt này và ngâm kích rễ thôi anh em. Clip trước ấy mình chia sẻ là những cái dòng cây khô ở trên núi này, anh em họ khai thác là nó giữ được, nó liền lại, nó không bị sứt vỏ, cái này là tốt lắm rồi. Nói chung là bóc được một cái cây khô và nó hạn chế được cái sứt, các cái vết sứt ở đường thân, cái đường chân rễ. Nếu mà anh em mà thấy nó sứt nhiều ấy, anh em về anh em cắt nó đi, cắt sửa khô lại như mình cắt này. Sau khi khô nó liền lạc, nó không có bị cục bị hở đâu ấy, thì là anh em dâm ủ nó an toàn. Chân rễ đấy, chân rễ mình vừa cắt lại, cắt bớt đi vì nó dài quá anh em. Nó dài lồng ngồng không có hợp lý. Keo sẹo vô xong rồi để đây, để cho nó khô. Cô có cái đầu cắt đi rồi bắt đầu chúng ta mới ngâm kích rễ rồi. Thế bây giờ mà ngâm ngay là cũng không ok đâu. Đấy. Đây, nát nữa mình để khô keo sẹo xong mình sẽ dùng hai cái lọ kích rễ này, mình pha nước ra mình ngâm. Anh em ra đây ngắm cây chơi, rảnh rỗi không có trò gì thì lại nôi cây ra nghịch. Đây này, đây là một cái cây muội hồng. Hôm trước mình dâm ổ mình nhét ở đây. Để bây giờ mình nôi ra cho anh em xem. Ui giời, chật quá. Ui, gãy hết mầm rồi. Anh ạ.
gãy hết mất rồi, gãy mất mầm. Chặt quá, không ra chặt quá. Rồi, chặt mấy nồi ra, cố gắng mình cho nó rộng rãi ra cái chỗ này. Đây, quay cho anh em xem, rất nhiều thanh hương, thanh hương đỏ nó vàng đây. Đấy, phát triển rất ôm lên rồi. Đây là cây sam ngọc. Anh em thấy cái cây này quá phê luôn, thực phẩm thanh hương này. Đây là cây sam ngọc này. Anh em nhìn hoa này, hoa lá sai chưa. Đấy, được chùm luôn này. Đây, anh em nhìn này, đây, hoa trái này, kiếm cây này. Đấy, một tác phẩm lũ âm thân từ trên đỉnh này. Toàn gỗ. Đấy, giờ nó sung nó ra đã man rồi, hoa này. Úi giời, nói chung là thôi review anh em với tôi nhé. Anh em nào đam mê bonsai mà muốn sưu tầm thì cứ liên hệ mình nhé, mình chia sẻ cho anh em một số tác phẩm anh em chơi. Nhà mình không có gì ngoài cây cả, trên kia cả. Đấy, rất nhiều những siêu phẩm thuần chậu lâu năm. Rồi, chào anh em nhé.